Mua pin dự phòng an toàn nhất thế giới bảo hành cháy nổ đến chơihay.vn. Mua tai nghe Xiaomi chỉ hơn 129.000 vô địch tầm giá đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Shout in Action. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và may mắn. Sanji từ khi chỉ là một cậu bé, anh đã từng trải qua cảm giác có thể chết vì thiếu ăn, nên anh không bao giờ từ chối bất cứ ai cần một bữa ăn cả. Anh là một người có tinh thần hiệp sĩ, luôn lịch sự với phụ nữ và do đó, dù có lâm vào những tình huống hiểm nghèo hay nguy đến tính mạng, anh cũng không làm tổn hại hay gây thương tích với phụ nữ. Tuy Sanji có thói quen hay tán tỉnh những cô gái xinh đẹp, nhưng dù ngoại hình như thế nào, anh vẫn thi hành triệt để quan điểm không gây hại phụ nữ của mình. Ước mơ của anh là tìm cho được Onblu, một đại dương trong truyền thuyết có chứa tất cả các loại cá trên thế giới. Sanji còn có biệt danh là Chân Đen, anh là thành viên cũng là đầu bếp của bang hải tặc Buzzum. Sanji là chuẩn mực của một con ông cháu cha chính hiệu, là con trai thứ ba của dòng họ Vinsmoke, gia tộc đứng đầu tổ chức sát thủ huyền thoại mang tên German Citizen. Sanji là thành viên duy nhất trong bang không sử dụng vũ khí chiến đấu cũng như trái ác quỷ, thay vào đó là chiến thuật chiến đấu dựa vào sức mạnh của chân. Không những thế, anh còn có khả năng sử dụng haki quan sát một cách mạnh mẽ. Với sức mạnh của mình thì Sanji đã trở thành đối thủ khó nhằn với bất cứ ai. Đấy là anh còn không sở hữu bất cứ trái ác quỷ nào. Nếu có thêm được năng lực này, chắc hẳn anh sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thế nhưng, Sanji lại có một tính vô cùng xấu. Sống như thế nào thì tùy suy nghĩ mọi người. Anh đặc biệt rất thích gái đẹp, thậm chí còn được mệnh danh là thánh mê gái trong thế giới hải tặc. Chính tính cách này đã khiến anh ta gặp không ít khó khăn trong chiến đấu. Và hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3, chính là ngày Hắc Cước ra đời. Trong video lần này, chúng ta hãy cùng gửi những lời chúc tốt đẹp đến cho Sanji và hãy cùng chúng mình khám phá những điểm vô cùng thú vị về anh chàng này nhé. Thứ nhất, tên Sanji trong tiếng Nhật cũng có thể hiểu là 3 giờ. Có phải vì thế mà có rất nhiều điều về Sanji xoay quanh con số 3 không? Sanji là con thứ 3 của gia tộc Vinsmoke. Sanji cũng được coi là thành viên mạnh thứ 3 trong nhóm Uzum. Khi cả nhóm Uzum chiến đấu với một nhóm đối thủ, Sanji thường đối đầu với đối thủ mạnh thứ 3 trong băng đảng. Trong kết quả thăm dò cộng đồng phe tại Nhật Bản, bắt đầu từ cuộc bình chọn thứ 2, Sanji cũng liên tục được fan chọn là nhân vật nổi tiếng thứ 3 trong One Piece. Thứ hai, sinh nhật của Sanji cũng giống như anh chị em nhà mình, ngoại trừ Reiju. Những người hâm mộ One Piece của manga và anime chắc chắn cũng biết rằng Sanji được sinh ra là một thành viên của một đại gia đình quý tộc Vinsmoke. Và thật đặc biệt khi ngày mùng 2 tháng 3 không chỉ là sinh nhật của Sanji trong One Piece, Ichi, Niji và Jonji cũng được sinh ra cùng ngày, chỉ có Reiju có một ngày sinh nhật khác. Ngoài ra, còn một số thành viên khác của bang hải tặc dâu đen nhưng vẫn còn nhiều thông tin bí ẩn có ngày sinh trùng với Sanji, đó chính là Sanju and Wolf. Thứ ba, khi còn nhỏ, Sanji đã bị người cha bỏ tù và bắt phải đeo mặt nạ sắt. Điều này được lấy ý tưởng từ câu chuyện người tù mang mặt nạ sắt trong lịch sử Pháp dưới thời vua Louis. Nhân vật Duvo trong One Piece cũng có đặc điểm tương tự với cái mặt nạ sắt, dù chính Duvo tự nguyện đeo mặt nạ để che đi khuôn mặt của mình. Thứ tư, Sanji đã mắc một loại bệnh không thể chữa khỏi, đó là hễ thấy người đẹp là máu chảy không ngừng. Nguyên nhân bệnh chảy máu cam của Sanji bắt nguồn từ một câu nói hài hước rằng người Nhật có huyết áp cao nên hay bị chảy máu cao mỗi khi bị kích thích về tình dục. Đặc biệt sau 2 năm rèn luyện ở thiên đường Okama, Sanji đối với nhan sắc của các cô gái đã trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết. Điều nguy hiểm nhất là nhóm máu của Sanji là SRH, là một nhóm máu hiếm, nên nếu Sanji mất máu nhiều, nguy cơ lên thiên đường là rất cao. Thứ năm, cho đến nay, Sanji là thành viên duy nhất của nhóm Uzum mà chính phủ thế giới muốn bắt sống. Điều này được thể hiện khi chính phủ biết Sanji là con của gia đình Vinsmoke và đã sửa lại trong điều kiện truy nã, ghi trên poster là Only Alive. Thứ sáu, trong nhóm Uzum, Sanji là thành viên duy nhất có xuất thân hoàng gia cao quý. Gia tộc Vinsmoke có mối quan hệ mật thiết với gia tộc Charlotte của tứ hoàng Big Mom khi người con trai Sanji được đại diện để tiến hành hôn lễ với con gái của Big Mom, tạo mối quan hệ giữa cả hai gia tộc. Thứ bảy, Sanji cũng là thành viên duy nhất trong băng của anh chị em ruột. Nojiko chỉ là chị nuôi của Nami, còn Ace và Sabo cũng chỉ là anh em kết nghĩa. Nhưng chớ trêu thay, khi mối quan hệ giữa Luffy, Nami và các anh em không cùng dòng máu cực thân thiết thì Sanji lại bị anh chị em ruột đối xử tệ bạc. Thứ tám, ngoài khả năng nấu nướng và chiến đấu, Sanji còn có một biệt tài nữa, đó là có thể nhìn ra số đo bao vòng của bất cứ người phụ nữ nào một cách cực kỳ nhanh chóng và chính xác. Theo tác giả Oda, ông biết được số đo bao vòng của Robin và Nami là nhờ vào Sanji. Thứ 9, lông mày trên mắt phải và mắt trái của Sanji giống nhau và chúng cùng xoăn về một hướng, theo hướng bên phải của Sanji. Sau time skip, Sanji thay đổi kiểu tóc và tóc chuyển từ che bên mắt trái sang che bên mắt phải thì chúng ta mới biết được điều này. Thứ 10, sở thích lớn nhất của Sanji chính là hàng ngày được lẻn vào nhà tắm nữ nhìn trộm. Khi có trong tay bộ trang phục số 3 có tên là Hắc Tàng Hình, điều đầu tiên anh nghĩ đến cũng là lẻn vào nhà tắm nữ. Trên đây là 10 bí ẩn về Hắc Cước Sanji, đầu bếp giỏi nhất của băng Uzum trong One Piece. Bạn có thích Sanji không? Bạn nghĩ gì về Sanji thì hãy để lại bình luận ở phần dưới bình luận nhé. Và chúc mừng sinh nhật Sanji. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like, subscribe và bấm cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận những thông báo mới nhất của Shonen Action. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và may mắn.